Trầm đã mất đi một niềm nô kiều, không muốn mất nàng nữa. Hoàng thượng hãy tự trọng. Những gì Lý Dũng thiếu nàng, trẫm trả giùm hắn. Bệ hạ, xin lỗi, không phải ngài muốn thấy Lý Dũng bù đắp tôi sao? Vậy thì xin ngài hãy khoan nóng nảy, yên lặng nghe tôi đọc một đoạn kinh đạo đức mà lão tử đã dạy. Quả hề phúc chi sở yểm, phúc hề quả chi sở cực, quắc chi kỳ cực, kỳ ngô chánh giả, chánh phục di kỳ, thiện phục chi yêu, nhân chi mê, kỳ lực cố cửu, thị dị thánh nhân, phương nghị bắt cát, liêm nhĩ. Tìm được hoàng thượng hay chưa? Trong dị nguyên cung không có, tiên thức cũng không có. Hoàng thượng còn chưa hồi cung. Có cần chuyện ngự lâm quân hộ giá không? Không cần đâu, hoàng thượng không có chuyện gì đâu. Dạ. À, mời vô, mời vô đi. Mời vô, mời lao cải tơ đi, mời vô đi. Mời vô. Cảm ơn các chị. Ra cửa nhờ bằng hữu, trong nhà nhờ cha mẹ. Mà mời. Không có quân tử nào không nuôi nghệ nhân có đúng không? Học đồ họ Lý, tên Quản Lợi, cha mẹ đều qua đời, chỉ còn lại có hai huynh muội thôi. Trong nhà chỉ còn bốn vách, không chút người thân. Mời khách qua. Cũng may học đồ từ nhỏ thích ca thích múa, có chút tài mọn cùng với xá muội, mấy năm nay đành phải làm da mặt dày mãi nghệ kiếm miếng ăn. Mấy năm nay cũng đã đi khắp đại giang nam bắc, trên dưới đại hà, đều toàn nhờ vào sự chăm sóc của các vị quân tử. Ai ai này này, xuống đi, ai đừng nói chuyện này nhiều chuyện quá đây, xuống đây. Ê, các khách nhân đừng có nóng lòng, cũng tại học đồ không có giỏi, có câu nói trăm thấy không bằng tai nghe, trăm nghe không bằng mắt thấy. À, nếu nói không luyện á thì toàn là giả dối, còn luyện mà không nói thì là kẻ khờ khạo. À, giờ nói luyện á là bản lãnh thật. Ê, học đồ có lòng chi thành muốn hiến cho các vị một đoạn cải lương mang tên Bách Niêu Triều Phụng. Ây da, à, con kìa, hắn làm gì hả? À, hắn có làm gì vậy? À, nói nhiều quá rồi, con ấy làm gì vậy? Chiên kêu. Ây da, thiệt là, hay quá hả? Hay quá hả? Làm tới đây hả? Vậy mới có được chứ. Hay, cũng được. Làm tới là tới đây, coi được. Được tiếp theo đây, xin mời muội muội của tôi cống hiến một bài nhạc cho quý vị.
Wow, hay, 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 hay quá. Hay, 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 hay. Từ sau khi cách biệt, mỗi ngày Lệ hai hàng. Lệ chảy hoài không ngừng, chảy ra bao nhiêu sầu. Người coi ai gì của nương này đối với người thì là gặp đã chung tình rồi. Người ta lẽ là đa tình mà. Cảnh đẹp thông thường có, sầu trong năm tháng cũ, như qua trôi dưới nước. Năm xưa còn kim hộ, nay đã thành hư không. Chỉ thấy người mới cười, không thấy người cũng khóc. Năm xưa còn kim hộ, nay đã thành hư không. Chỉ thấy người mới cười, không thấy người cũ khóc. Tội nghiệp đóa hoa đào, ngày ngày càng tiều tụy. Thân gầy guộc trong áo, da lạnh gió băng xuyên. Phấn son màu nhợt nhạt, mày nghi ủ giọt sầu. Trái tim như muốn khóc, tâm can đứt hai hàng. À, mời bên này, mời. 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 Vậy đây là... À, vậy này là cụ già của chúng tôi. À, nghe tiếng đã lâu. Đại danh của cụ già như là sét đánh qua tai. Hôm nay được gặp tam sanh hữu hạnh. Ngươi từng nghe nói tên cụ già? Có nghe rồi, nghe rất nhiều à. Cụ già là người hào sảng, ra tay rộng lượng, thật là vàng bạc đầu tay. À, khi nãy ông đã hậu thưởng, muội muội của tôi kêu tôi thế cổ ta cảm ơn cụ già đó. Phương danh của mùi mọi người là... À, phương danh Lý Hoa. Lý Hoa là Lý Thập Bát Tử, Hoa của Kiều Hoa đó. Bao nhiêu tuổi? À, 19. 19. Đã có hứa phối gia chưa? À, ông đừng chơi cười. Đổi lại là gia đình tầm thường, 16 tuổi đã phải xuất gia. Nhưng mà chúng tôi không có được. Đề thân thì thực sự không ít. Nhưng mùi mùi lại vừa chọn gia thế, lại vừa chọn nhân phẩm. Mặc kệ là tiền tài vạn quán, chỉ cần cô ta coi thường, cả mí mắt cũng không hề ngẩng lên. Hey, kẻ làm ca ca như tôi cũng thường nhắc nhở cô ấy, xem chút cũng đã sắp thành, nếu không sẽ khiến cho mình bị ở lại trong nhà suốt đời luôn. Trong lòng của mụ mụi cao hơn trời. Không lẽ tôi đợi hoàng thượng tới đây lấy mụi mụi hay sao? Hoàng thượng thì chỉ có một, đâu có lấy được nhiều người chứ. Khoan nói đã, mùi mũi của tôi sanh vào ngày mùng 1 tháng này, mà lại còn sanh vào giờ ngọ nữa. Thầy bói cũng đã từng đoán mạng, nói là trong giờ sanh chữ bát cổ, thật là có mạng của nương nương. Hey, chúng tôi không cầu hoàng thượng, chỉ cầu để cô ta gặp được quý nhân, tôi cũng có thể ăn nói được với cha mẹ già của mình. Người nói cái gì? Triệt Nhi đã chọn một người ca kỹ. Thiên tử phong lưu, tam cung lục diện, hoàng thượng bây giờ chỉ có một chánh cung hoàng hậu,
Thật quá cô đơn. Không được, ta không đồng ý. Nguyên bản cái con nhỏ Niệm Nô Kiều là một người ca kỹ, làm tới trời long đất lở. Nếu không phải nó dở cái trò kim thiền thoát xác, cũng sẽ không khiến vậy tử phu người nhân đắc lợi. Hoàng Thái Hậu sai rồi. Tục ngữ nói, cái cũ không đi, cái mới không tới. Vậy tử phu có thể suốt cuộc đời này ba chuyến trong cung hay sao? Năm xưa còn kiên hộ, nay trở thành hư không. Chỉ thấy người mới cười, không thấy người cũ khóc. Không sai. Đúng đúng đúng, vậy đó. Tội nghiệp đóa hoa đào. Vị khách quan, chúng tôi đang tập luyện, không thể tiếp đãi khách nhân. Xin ông trưa nay hãy tới thưởng thức đi hả? Chỉ những từ ngữ tầm thường này, ngươi tưởng là ta chịu nghe hay sao? Ngươi hãy chờ tiếp đón những người khách mới tới Trường An đi. Khách quan xin dừng bước. Ê, các ngươi luyện tập, cứ luyện tập của các ngươi đi, ta tuyệt đối không làm phiền đâu. Khi nãy khách quan nói, những lời tôi hát đều là những lời tầm thường. Ta chỉ là nói những lời khách sáo. Loại người này Lý Quang nhìn thấy rất nhiều rồi. Còn những người thật có chân tài rất là ít thấy. Chỉ nói ngoài cửa miệng, ai lại không biết. Xem ra đây cô nương cũng có một chút tánh khí. Đó không phải là tánh khí gì. Bổn cô nương hôm nay dám đứng ra ca hát ở Trường An, đó là dựa vào công phu thật bản lãnh thật. Khách qua ngoại nhân, ông thì sao? Nói rất hay. Cô nương khẩu khí thật là lớn, tài nghệ cũng giỏi lắm. Đa tạ khách quan khen thưởng. Vẫn chưa có thỉnh giáo cao kiến của khách quan đại nhân, đừng khách sáo. Lý Hoa đang mở tai chờ nghe. Không khách sáo mà nói, chẳng qua chỉ là những lời tầm thường, là tổ mẫu của tổ mẫu đã bị mất răng từ lâu rồi. Người ở trong ngành nào? Cái bài nhạc này là Trường Môn Phú do đại văn nhân Tư Mã Tương Như đương thời làm ra đó. Chúng tôi đã đổi mới để mà hát. Ồ. Cứ coi như là các người đã đổi mới bài hát đi. Nhưng đây là tác phẩm 5 năm trước của Tư Mã tiên sinh rồi. Hơn nữa, Di Trần Hoàng Hậu mà các người đang hát đó đã trở thành thiên cổ từ lâu. Chỉ cần có người chịu nghe, thưởng thí thật nhiều ngân lượng chúng tôi, mặc kệ ai sống ai chết. Ca, đừng có chen miệng vào. Tiên sinh, ông nói là khúc nhạc này không hay hay sao? Hay thì hay, nhưng mà người ta hát đã nổi tiếng rồi. Cái cô nương bây giờ dù có hát hay cũng là đi sau người ta, không có chút ý mới. Tôi cũng hát những bài ca mà chưa có ai hát, múa những vũ điệu mà chưa có ai có. Nhưng mà còn ai sáng tác nữa đây? Ê, cô nương đợi chút. Diệu, cô được, tôi tặng cho cô một bài ca vũ, có được không? Có phải ở đây không? Chính là ở đây. Bể rồi. Bể rồi. Từ nhỏ được danh sư chỉ điểm, học được chiêu thức sơ sài. Người này hình như ta đã gặp ở đâu? Ông ta chính là chính chủ Phù Yến. Từ nhỏ nhà ở tại Đông Hải, người ta xưng là Huỳnh Công, thân mang tuyệt kỹ chuyên môn đi đánh mãnh hổ. Hay, có thiệt không đó hả? Có thiệt không đó? Lẽ ra muốn trừ hại cho dân, nhất cử thành danh. Muốn đi khắp thiên sơn vạn thủy, nhưng lại
không tìm được con mãnh hổ nào. Thật đúng là sầu. Giết anh hùng. Không coi kìa. Ai ai quá. Hay quá. Muốn che giấu lại bản thân của mình chỉ là cái đuôi dài, thiệt là khó giấu. Tại sao cô ta lại còn sống? Theo quý vị nhìn lên thì cái gì cũng hiểu hết mà. Tôi biến thành một ca kỹ, chăm sóc bữa ăn ngon cho hắn. Núi thì có cây, cây có cành, lòng quốc quân tử quân có biết không? Mày hát là vui quá, quá vui đây à. Vui. Trong mộng sao nghe được tiếng chim ca líu lo. Trong mộng làm gì có mùi của hoa thơm. Anh hùng phỉ tráng, Ngô gia kính ngưỡng, bắt chước U Sơn, thần nữ tế gặp Tương Dương. Trong tâm sơn cùng cốc đầy, tại sao trước mặt lại có một gia nhân tuyệt thế như vậy? Trừ phi là Yên Sơn nhất động cô sở Tương Dương. Trong mộng sao nghe được tiếng chim ca líu lo. Trong mộng làm gì có mùi của hoa thơm. Anh hùng phỉ tráng, Ngô gia kính ngưỡng, bắt chước U Sơn, thần nữ tế gặp Tương Dương. Đúng là tào quả trêu người. Trong đời này lại có một người dáng dấp như bạc như đúc như vậy. Chẳng trách gì hoàng thượng quên cả đường về. À, lúc đó cặp mắt của hoàng thượng cũng trợn đứng lên luôn rồi. Tốt, ta nhất định để cho hoàng thượng mộng đẹp thành thật. Vậy sao được? Dù là Triệt Nhi chọn cô ta cũng không cần phải phong nhã phẩm cấp cho cô ta. Hãy đi tìm người hiểu rõ ý của hoàng thượng đã. Di thần dám bảo đảm không chút sơ sót. Nghe nói cô ta giống như một A Kiều. Cho dù cô ta đứng ở trước mặt của hoàng thái hậu, e rằng bà cũng không phân biệt nổi. Lúc A Kiều còn sống, hoàng thượng không thích cô ta. Nếu như hoàng thượng trở mặt thì sao? Ây da, hảo tỷ tỷ của tôi, A Kiều như Trần A Kiều tuyệt không phải giống như A Kiều ở dở điên dở khùng ở trong triều môn cung, mà là một A Kiều lúc còn trẻ tuổi xuân phơi phới đó mà. Vậy tử phu thì sao? Nói cho cô ta biết không? Hãy đợi gian đóng thanh thiền đã. Nắm tay với nhau, thề sống tới già, ngày tháng tiêu diêu,
niềm vui chồng chất. Ha, anh hùng đã hổ, ngươi còn đã hổ nữa hay không? Không đã hổ nữa. Vậy thì dây bắt hổ, kiếm chém hổ của ngươi còn cần nó làm gì? À, đa tạ nương tử nhắc nhở. Nè, 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 thanh kiếm này ta giao luôn cho nương tử. Họ làm gì vậy hả? Ta có may mắn gì mà hôm nay cưới được một người đẹp làm vợ. Hát rất hay, diễn càng hay hơn, thưởng tiền. Cảm ơn, cảm ơn. Các học đồ đa tạ đại nhân thí thưởng. Đa tạ, đa tạ. Mụi mụi, mau cảm ơn vị đại nhân này đi. Muốn cảm ơn, phải cảm ơn chủ phụ yển tiên sinh trước. Ông ta mới là thần tài của chúng ta. Phải, phải. Xin chào thái quý đại nhân. Thái quý. Chủ phụ yển trước đây đã từng gặp ở trong Dĩ Ương cung, hôm nay lại được gặp ở trong Ca Vũ phường. Lẽ ra còn tưởng ngươi đã được phong hầu bái tướng, lên thẳng tận mây xanh. Thật không ngờ bây giờ ngươi lại được lưu lạc tới. Lạc hồn như vậy chứ hả? Khiến cho đại nhân che cười. Nhưng mà vàng bạc có giá, tài nghệ thì vô giá. Nghĩ chú phụ yển tôi không nơi nhờ giả, không có chỗ về, cũng cần phải hy sinh tướng mạo, chép mực bước lên khán đài. Chẳng qua chỉ là để gạt một vài đồng tiền thưởng của điền đại nhân thôi. Tốt. Cô có phải là Hải Đường Xuân đại danh đỉnh đỉnh của Trường An này hay không hả? Không dám. Xin đại nhân hãy ủng hộ giùm cho. Đại nhân hãy để mua một kính ông lý nha. Không cần đâu, ngươi là ca ca của cụ, đi theo ta. Nhìn cái gì? Nhìn người ta cứ vui kịch còn chưa đủ hay sao còn nhìn nữa. Huynh muội hai người mãi nghệ phát tài lắm phải không? Nếu phát tài ai còn làm nghề này chứ. Hey, ông đừng thấy khi nãy khách ngồi đây, ông không có biết bao nhiêu người chỉ ngồi nghe không đâu. Chỉ có đại nhân ông mới thưởng thôi, nhưng còn phải chia hết 3 phần cho Ca Vũ phường, không còn lại nhiều. Mùi mùi con người tại sao tên là Hải Đường Xuân? Còn nhớ 5 năm trước khi niệm Đô Kiều đang còn nổi tiếng cũng đã từng được gọi bằng tên này. Đại nhân ông thánh mình, cái trò trên giang hồ này không thắng nổi ông. Xá muội tên là Lý Hoa, chỉ là bởi vì nghe nói tên tuổi của Hải Đường Xuân quá lớn, cho nên Ca Vũ phường đã tạm thời để cô ta thay thế chiêu bài này. Như vậy chén cơm cực khổ này coi như ngươi không cần ăn nữa. Bây giờ có một vị quý nhân đã chấm trúng Lý Hoa. Anh đại nhân, vậy này tôi nói không được. Ở chỗ chúng tôi cần cái đó là lòng ái nghệ, không có mãi thân đâu. Người chọn cô ta rất là cao quý. Nếu như bỏ qua cơ hội này, ngươi sẽ hối hận suốt cuộc đời. Vậy tôi có thể hỏi thăm ông, chức quan của vị này có lớn hơn ông hay không vậy? Cách xa trời vực. Là hầu gia hay là dương gia?
Là con của trời, người nắm cả tứ hải. Là hoàng thượng. Đại ca, người ta nói trưởng huynh như cha. Nếu như ca ca quyết định như vậy, muội muội sẽ nghe lời ca ca. Chỉ là từ đây về sau, hai người muội chúng ta không thể giống như bây giờ, vui vẻ cởi mở, ngồi nói trời nói đất, luyện tập ca vũ. Ây da, muội muội à, bây giờ có cái gì là tốt chứ, hả? Nghe lời ca ca, chỉ cần tối hôm nay trôi qua, thì cái gì chúng ta cũng có. Cái gì vinh hoa phú quý, áo gấm cơm ngọc, những cái thứ này có ăn nhậm gì chứ, hả? Muội muội, sau này muội sẽ trở thành hoàng phi, vậy thì ca ca ta cũng sẽ trở thành một quốc cửu gia. Đại ca, muội biết cha mẹ chúng ta qua đời quá sớm, từ nhỏ tới lớn đều do huynh chăm sóc cho muội. Mấy năm nay ở ngoài mãi nghệ mưu sinh, lưu lạc khắp nơi trên đường phố, ca ca cũng vì muội chịu không ít nỗi khổ, chịu có sự thiệt thòi. Hảo muội muội, chỉ cần muội nhớ là được rồi, biết là được rồi. Ấy, ca ca sau này cần phải nhờ vào muội đó. Ca, xin yên tâm, cho dù không phải vì mình, cũng phải vì giùm cho ca ca. Chỉ là trong thâm cung nghiêm địa, một đi là vĩnh viễn không thể trở về. Huống hồ gì hoàng thượng này là lục cung phấn đại, giai lệ 3000, muội chỉ là một tên hệ trên khán đài. Muội muội, muội đừng nghĩ vậy. Đi đệ này là có hứa, nhất định sẽ giúp chúng ta. Ấy, ông ta còn nói là muội có dáng kiếp giống Trần hoàng hậu, Trần A Kiều đó. Hả? Chính là A Kiều hoàng hậu mà muội đã trình diễn ở trong trường Môn Phú. Ấy, hoàng đế cũng đã từng đích thân tới đây coi nè, vừa nhìn thấy đã thích muội ngay đó. Nè. Ca, cô huynh nóng lòng kìa. Muội đâu có nói là không đi. Đây cũng là việc tốt rất lớn, muội còn vui vẻ chưa kịp. Vui là được rồi, vui được rồi. Muội muội, Địa đại nhân vẫn còn đang ở bên ngoài chờ đợi, để huynh đi tiếp đãi ông ta. Muội tụi mình dọn dẹp sửa soạn cho đẹp chút nha. Hả? Này nè, mau lên, mau lên. Hả? Mau đi. Hả? Trần A Kiều, ta sẽ có kết cục giống như cô hay không? Người đâu? Hoàng thượng. Lấy chậm cho nước lạnh. Lấy nước lạnh không tốt, lấy ly nước nóng. Hoàng thượng. A Kiều. Hoàng thượng, nô tỳ không phải A Kiều, nô tỳ là Lý Hoa. Hoàng thượng. Không thể nào. Nàng trở ra là A Kiều, không phải trở ra là mộng chứ? Trở ra là nàng mà. Nghe sợ tay đi, Hoàng thượng. Nghe sợ tay đi. Hoàng thượng, nô tỳ là người của hoàng thượng rồi. Tại sao nàng ở đây? Người đâu? Người đâu? Hoàng thượng, hoàng thượng à? Người đâu? Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao cô ta giờ đây được? Trẫm đang hỏi các người, hả? Tại sao cô ta chạy vào đây được? Ai đưa cô ta vào đây? Nói chuyện đi. Hả?
Bệ hạ, ngài đã tỉnh rượu rồi sao? Chuyện này là như thế nào đây hả? Tại sao cô ta giờ đây được? Bệ hạ, quân nhục thần tử, quân quan thần lạc. Di thần thân là quốc thích, hiểu được ý của bệ hạ. Di thần không có bản lãnh gì khác, chỉ có thể ra một chút công lao khuyển mã cho bệ hạ. Bệ hạ, không phải là ngài thích cô ta hay sao? Ta chỉ là ngẫm thấy cô ta thôi, nhưng mà ta nhất định là không. Ây da, bệ hạ, chỉ cần thần cảm nhận ra được thì Di thần sẽ trăm phương ngàn kế mà. Cửu cửu, ngươi thiệt đúng là tự mình nhiều chuyện mà. Lui xuống đi. Hoàng thượng, hoàng thượng mệt rồi, nô tỳ cũng nên cáo lui. Cô muốn đi đâu? Hoàng thượng, ngài có coi như là mới vừa nằm mộng. Đợi khi trống canh năm trời sáng, hoàng thượng cũng đi thượng triều của hoàng thượng. Còn nô tỳ trở về Ca Vũ Phường để tiếp tục hát nhạc của mình. Nè, tối hôm nay nàng đã cùng với trẫm, bây giờ nàng bỏ đi vậy à? Người sống trăm năm, nô tỳ có được tới ngày hôm nay cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Nè, chỗ Ca Vũ Phường đó cá rồng lẫn lộn, không phải nơi để nàng ở. Đa tạ hoàng thượng quan tâm, thiếp xin hoàng thượng an tâm. Từ đây về sau, khuôn mặt của nô tỳ không có người thứ hai nào nhìn thấy nữa. Nàng nói gì? Nô tỳ bây giờ sẽ lập lời hứa vĩnh cửu với hoàng thượng. Cản cô ta lại! Vì hiền muội của người nhà, thật không hổ là đã xuất thần từ ngành ca hát đó nha. Vì hoàng thượng này bị lừa, thật đúng là đã lừa gạt cả hoàng thượng rồi. Cái này là nhờ quốc cũ đại nhân thành toàn đó. Nè, bây giờ ngươi cũng đã là quốc cũ. Chúng ta quốc cũ già, quốc cũ nhỏ, chúng ta hãy cạn sạch ly này đi. Nè, làm gì? Không diễn Đông Hải Huỳnh Công được hay sao? Cọp già tinh cũng bỏ đây rồi, diễn cái gì nữa? Thực đúng như là xét đánh ngang tài. Đột nhiên trong triều đồn là hoàng thượng đã lập tân phi, sao chúng ta không chút tin tức gì cả? Ta hỏi người, vị tân phi này là do vị cao quan đại nhân nào đã chọn cho hoàng thượng? Còn ai nữa chứ? Đương nhiên là quốc cửu đại nhân Điền Thái Quý. Vậy thì dám bảo đảm, vị tân phi này, một là không phải nhà khoe tú, hai không phải là gia đình Bích Ngọc. Người đang đoán chữ à? Đoán chữ cái gì hả? Điểm cao minh của chủ phù yến ta là Hân Đông Phương Huệ, chẳng qua chỉ là ở trên chữ tận hết phong lưu. Ngươi nói đi, có phải hay không? Ê, ta cũng tường tận lắm, đợi ta hỏi rõ rồi sẽ nói ngươi biết. Đừng hỏi thăm nữa hả? Vậy để cho ta nói với cấp đại nhân ngươi, vị tân phi này họ Lý, xuất thân từ phường Tô Son Chát Phấn. Nếu như mà ta không có đoán lầm, tên chỉ một chữ Hoa. Người nói thật là quá khẳng định, ta không tin. Tin hay không tùy người. Việc này không thể nào. Hoàng thượng, hoàng hậu lâu nay đều là dai má kề nhau, không có hiểu lầm. Tại sao đột nhiên lại nhảy ra một mỹ nhân khác chứ? Vậy thì hoàng hậu để đâu đây? Đâu có cái gì mà không thể. Ta hỏi người, chỉ dựa vào tài trí của cấp đại nhân người, vậy mà cũng được làm quan đó hay sao?
Nếu như ta là người đã từ quan nhận điền từ lâu rồi. Được, ta nhường ngươi. Nhường cho ngươi đó có được không? Ngươi hãy giải thử câu đố này trước đi. Ta hỏi ngươi, đương kim hoàng hậu họ gì? Họ Vệ, tên Tử Phu. Đại tướng quân chấp trưởng Minh Quyền lại là Vệ Thanh. Ông ta là bầu đệ của hoàng hậu, bây giờ hoàng thượng tin tưởng nhất là ông ta. Kính nhiệm, đó đã là chuyện lúc trước. Ta nói ngươi biết, trước mắt Vệ Thanh đang bị nguy cơ. Trường ở định cấp ảm cầu kiến đại tướng quân. Cấp lâu gia, khuya như vậy rồi ngươi có chuyện gì gấp không? Lung Linh, đem trà tới đây. Lung Linh à, cấp lâu gia là phụ mẫu quan của Trường An của chúng ta, cô nên phải kính cho ông ta một ly trước. Không cần, bị chức nghe được một việc. Là chuyện gì? Có phải ông nghe nói là trong nhà của ta có vài ngân trà ngon cho nên mới tới đây, có phải không? Lung Linh à, đi lấy em ít trà tới đây, chúng ta hãy tặng cho cấp lão gia để mà giúp gia đình mợ phụ mẫu quan này một chút. Đúng. Tôi dẫn theo các nhà dịch đi tuần đêm, cách tất tường đã ngửi nghe được mùi thơm của trà, nên mượn cớ vào đây để sưởi ấm một chút. Ta đã nói rồi mà, đi lấy đi. Đại tướng quân, cô này là ai? Vết tường có tay. Đại tướng quân, hoàng thượng mới nạp phi tử, ông có biết không? Đại tướng quân, lá trà chỉ còn 2 cân. Quân tử không lấy vợ của người ta thích, tôi uống xong là được rồi, không cần nữa. Như vậy thì không được, ta là quân nhân, quân lệnh như núi. Lấy đi. Linh Lung, hãy tiện cấp lão gia. Vậy cũng được. Đại tướng quân, hãy đi nghỉ sớm đi ha. Được. Cấp lão gia đi bên này. Tử Phu, ta thấy ta vẫn nên nói cho ngươi biết, nhưng ngươi đừng có đè nén cơn giận nha. Xin mẫu hậu cứ giáo huấn. Việc của hoàng thượng ngươi có biết hay không? Mẫu hậu muốn ám chỉ chuyện gì? Hoàng thượng không có thấu lộ một chút gì cho ngươi sao? Hoàng thượng quốc sự đa đoan, thần thiếp không dám tới quấy nhiễu hoàng thượng. Vậy đám thái giám cung nữ bên cạnh ngươi thì sao? Không có nói lời gì bậy bạ để lộ ra một chút tin tức gì sao? Mẫu hậu, trước mặt của thần thiếp xưa nay không hề cho phép bọn chúng có lời đồn bậy bạ. Nói vậy cũng đúng, có nhiều việc người đương sự lúc nào cũng là người cuối cùng biết được. Mẫu hậu muốn ám chỉ hoàng thượng lại nạp thêm một tân sủng mới rồi. Cái gì? Chính là vừa mới phong thêm một quý phi. Mẫu hậu đừng có nói nữa. Thật sự hoàng thượng đương kim tam cung lục diện mà, đó là chánh lý. Năm xưa khi ta hầu cảnh đế tiên hoàng, phi tử quý phi của ông ta mỹ nhân hằng hà. Hơn nữa Triệt Nhi đã 25 tuổi rồi, nạp phi cũng không kể là sớm. Nếu không, ở trong triều sẽ không có những lời đồn bậy bạ nói hoàng hậu ngươi không có hiền thục. Không lẽ Cam Tuyên cung này là phải đổi chủ nhân nữa hay sao?
Quân thượng, ngài coi hai cây trâm này cây nào đẹp hơn? Cây này. Nhưng mà thần thiếp dù có cài thế nào cũng không đẹp. Hoàng thượng, ngài cài giùm thiếp đi. Để cung nữ hầu hạ nàng đi. Hoàng thượng, thần thiếp có thể nào hỏi ngài một việc không? Nói. Hoàng thượng hứa với thần thiếp đừng giận thiếp, thì thiếp đây mới dám nói. Nói cho nghe thử. Thần thiếp nghe nói, khi mà dạy hoàng hậu trang điểm, hoàng thượng đã từng chải tóc giùm cho dạy hoàng hậu. Đang nghe ai nói? Những chuyện phong lưu của hoàng thượng được Lê Dân bá tánh đồn đãi thành giai thoại rồi. Thần thiếp còn nghe nói hoàng thượng rất là thích dễ hoàng hậu. Lúc dễ hoàng hậu làm tỳ nữ, đã cùng với hoàng thượng hai bên đã có tình với nhau. Đừng có nói nữa. Hoàng thượng, ngài đã giận dữ với thiếp rồi. Được rồi, được rồi, để trẫm cài cho nàng. Hoàng thượng, trong lòng thần thiếp có sợ. Đang sợ cái gì? Thiếp sợ hoàng hậu nương nương. Bà ấy có cái gì mà sợ? Bà ta là chủ lục cung, thần thiếp là người mới tới. Theo quy tắc, thần thiếp phải đi bái kiến hoàng hậu. Nếu như hoàng hậu nặng mặt với thiếp, thần thiếp phải làm sao đây?